trong cái chuỗi mà sinh hoạt khoa học kỹ thuật của bệnh viện, tôi thấy là rất là thành công của phòng đơn vị đào tạo chất lượng bệnh viện, đơn vị đào tạo của bệnh viện thực hiện. Thì hôm nay trong khuôn khổ đó thì được sự phân công sẽ trình bày là kháng sinh trong nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Trong có 3 mục tiêu sẽ nói về nguyên tắc điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn huyết và các yếu tố ảnh hưởng lên việc lựa chọn kháng sinh ban đầu và các hướng dẫn điều trị cụ thể. Sau đó thì cũng xin phần tham luận là của thầy. Chắc chắn ở thời điểm đánh giá thì một bệnh nhân sepsis sẽ có diễn tiến có thể là tốt, có thể là không tốt, nhưng mà là từ từ dẫn đến suy đa cơ quan, và cũng có thể là bệnh nhân diễn tiến xấu rất là nhanh, đặc biệt là những cái ca mà nặng, ca những có yếu tố nguy cơ để mà bệnh nhân đó có thể diễn tiến là rất là nhanh. Và công việc làm thế nào đó để một bác sĩ có thể làm giảm cái diễn tiến này đi và giúp cải thiện cái chuyện mà diễn tiến của bệnh nhân, thì đó là một công việc mà đòi hỏi rằng là rất nhiều yếu tố, trong đó với từ hồi sức cho đến, và một trong những yếu tố đó là việc sử dụng kháng sinh ban đầu tiên là hợp lý. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyện mà tiên lượng của một bệnh nhân sepsis, đặc biệt là thứ nhất là yếu tố ảnh hưởng đến là tuổi, thứ hai là cái bệnh nền đi kèm, thứ ba là các cái yếu tố mà liên quan đến việc suy đa tạng, suy các cơ quan, và chắc chắn là góp phần không nhỏ trong việc mà tiên lượng đến cái tử vong của trẻ. Các cái mặt cơ cũng là một yếu tố được góp phần trong chuyện mà tiên lượng là cho bệnh nhân. Tử vong hiện nay của sepsis nói chung là ở của các nước, đặc biệt là sepsis sốc mà của mình á, qua các nghiên cứu trong thời gian gần đây thì có giảm một chút, tuy nhiên rằng là mình vẫn chưa có cái phần mà các cái di chứng là mình vẫn chưa có đánh giá một cách toàn diện được, mặc dù là tỷ lệ tử vong trong những năm gần đây của mình là có giảm. Và hai nguyên nhân tử vong chính đối với bệnh nhân ban đầu tiên, tử vong sớm, tử vong nhanh, đó là một cái sốc, đặc biệt là sốc kéo dài, và tử vong sau đó là liên quan đến cái chuyện mà suy các cơ quan, suy đa tạng. Việc sử dụng kháng sinh hợp lý thì nó có bao gồm ba thành phần. Thứ nhất đó, là đòi hỏi là kháng sinh đó phải hiệu quả cho cái việc mà đáp ứng trên cái bệnh nhân đó. Bên cạnh đó thì là ít tác dụng phụ nhất, giá thành cũng phải hợp lý, và về lâu về dài là tạo ra một cái tính kháng là ít nhất. Việc sử dụng làm sao đó để mà sau này vẫn còn kháng sinh cho những bệnh nhân ở những cái thế hệ kế tiếp, đó là một cái vấn đề quan trọng trong việc là điều trị. 2019 trên cái tạp chí này về mặt là các cái điều trị cho một cái bệnh sepsis thì người ta đưa ra 6 cái quy tắc này. Thì cái quy tắc đầu tiên của bệnh nhân chẩn đoán là phải đúng right patient đó. Và thứ hai nữa là phải đúng thời gian, right time đó. Phải có thể là phải sớm, có thể phải urgent. Hỏi thông thường hiện nay là phải là 1 giờ đầu tiên cho những cái bệnh nhân sốc hoặc là bệnh nhân severe. Đạt được cái mục đích là điều trị giai đoạn sớm đó, bắt đầu từ bệnh nền căn bản là của bệnh nhân, vi sinh là cái gì và nguồn ngõ vào, cũng như là cái chỗ nào là bệnh ổ nhiễm khuẩn có thể có hay là không. Và việc cho kháng sinh ban đầu tiên là kháng sinh là phổ rộng. Tuy nhiên là nếu phổ rộng mà cứ leo thang hoài hết thì kết quả là mình sẽ không bao giờ mình đạt được cái toàn bộ gọi là sử dụng kháng sinh hợp lý hết, bởi vì sẽ tạo ra những thế hệ kháng. Và do đó là phổ hẹp là sau đó, và đòi hỏi phải phổ hẹp cũng phải là nhanh chóng. Mình phải ứng dụng cho tối ưu hóa cái chuyện mà PK/PD của bệnh nhân trong chuyện là điều trị. Và cái thứ sáu là loại bỏ được cái ổ nhiễm khuẩn. Các yếu tố mà ảnh hưởng đến giúp cái lựa chọn kháng sinh ban đầu tiên của bệnh nhân ngay từ ban đầu tiên là độ nặng. Sốc, septic shock là một yếu tố nguy cơ tử vong. Và cái yếu tố thứ hai đó là bệnh nhân đó được giúp thở. Sau đó thì có thể rằng là các cái biomarker góp phần cho cái chuyện mà mình tiên lượng cái chuyện đó. Một cái khoa vi sinh, một cái bệnh viện, một đơn vị điều trị mà gọi là tiến kháng, khi mà bệnh nhân ICU đó, cái tác nhân đó đa kháng trên 25%. Nếu mà xét trên khóc khía cạnh đó, bệnh viện mình là một trong những đơn vị đa kháng rất nhiều. Ví dụ như là Acinetobacter bây giờ là trên 80%. Đối với Acinetobacter baumannii của meropenem là trên 80%. Nguồn nhiễm khuẩn và những cái tác nhân thông thường, những tác nhân thông thường cũng tùy theo, tuy nhiên là 2/3 là gram âm và 1/3 trong đó là có thể là gram dương, và tỷ lệ nấm xoay quanh khoảng là 10%. Và nguy cơ sẽ kháng luôn luôn được xét đến khi mà việc lựa chọn là kháng sinh. Có rất nhiều bệnh nhân mới nhập viện và xuất viện, và khi xuất viện trở lại, mình thông thường nhập vào cấp cứu, mình xài CPA thế hệ thứ 3 ban đầu tiên, và sau đó thì mình khi bệnh nhân diễn tiến suy rất là nhanh sau đó thì mình cũng sẽ vội vã đổi kháng sinh là sau đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng như vậy thì mình lựa chọn một kháng sinh, một cái giải pháp kháng sinh ban đầu tiên được gọi là không thích hợp. Do đó là luôn luôn rất nhiều bệnh nhân
của mình. Khi xuất viện xong, mình luôn luôn phải hỏi đến cái nguy cơ mà đa kháng của bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân mà vừa mới xuất viện. Ví dụ như bệnh nhân đang nằm với tôi là xuất viện mới có 10 ngày thôi và đã thở máy 30 ngày sau đó, thì cái nguy cơ kháng luôn luôn sẽ được quan tâm để mà hỏi đến. Và nếu mà bệnh nhân đó nguy cơ kháng thì được đặt vô, thì lựa chọn kháng sinh khi bệnh nhân nhiễm khuẩn trở lại là được, và phải được xét đến để nhằm đảm bảo rằng là vi khuẩn là kháng sinh phải là thích hợp. Tất cả đây là những tác nhân gây nên sepsis, nhưng mà chủ yếu nằm ở nhóm cầu khuẩn. Cầu khuẩn có thể là dạng đôi, có thể là dạng chuỗi, có thể là dạng trùng. Và nhóm trực khuẩn hô hấp thì ít, nhưng mà trực khuẩn tiêu hóa và Acinetobacter là những vi khuẩn mà được nói đến nhiều nhất trong cái chuyện mà nhiễm khuẩn, đặc biệt là sepsis là của bệnh nhân. Trên mỗi cơ địa đó thì nó sẽ có những tác nhân có thể sẽ khác và chuyên biệt. Và mỗi tác nhân, mỗi cơ địa của bệnh nhân đó đòi hỏi bác sĩ phải lựa chọn cũng như là phải nghĩ đến những cái tác nhân. Ví dụ chẳng hạn như ở những cái bệnh nhân mà cắt lách phế cầu, có thể HI, có thể là não mô cầu. Nhưng nếu mà bệnh nhân đó bị bỏng, có thể là tụ cầu hoặc là có thể là pseudomonas. Mỗi tác nhân như vậy thì sẽ đòi hỏi rằng là kháng sinh thích hợp. Sẽ có những cái bệnh nhân mà nếu mình chữ có chọn đô là cứ xếp pha thế hệ thứ 3 vancomycin thì mình cũng sẽ bỏ sót rất nhiều thứ. Kế đến là viêm phổi mắc phải tại cộng đồng hay là tại bệnh viện. Ví dụ như thầy đặt vấn đề là bệnh nhân này có phải sepsis của bệnh viện hay không? Đó là luôn luôn. Và sepsis này nằm ở đâu? Chẳng hạn như sepsis của bệnh nhân hồi nãy là viêm phổi, vậy thì 80% bệnh nhân nằm ở nhóm vi khuẩn gram mầm là 80%. Tất cả các cái survey của Việt Nam của mình trên hệ thống năm 2016 đến nay, 80% là gram mầm, 10% là gram dương và 10% sau đó là nấm. Do đó rằng là khi mà vị trí nhiễm khuẩn cũng như là cộng đồng hay bệnh viện được xét đến. Nhưng mà nếu anh chị nhìn thấy là mắc phải cộng đồng của cái viêm phổi, có thể là phế cầu HI, thì kháng sinh nó hoàn toàn khác. Và hai cái đó sẽ việc lựa chọn kháng sinh là khác. Mình sử dụng ở thời điểm nào đó mà thích hợp thì nó sẽ giúp cho cái việc mà không sớm quá, không trễ quá. Sớm quá thì vừa tốn tiền và vừa tăng nguy cơ của các cái suy đa tạng mà mình sẽ góp vào. Chẳng hạn như bệnh nhân suy giảm miễn dịch mà là một trong những cái đối tượng mà được xét đến. Khi mà xét đến cái chuyện mà điều trị sepsis, điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn huyết, thì hai yếu tố được xét đến là tính kháng và cái độ nặng trong đó là có một cái phần là miễn dịch là của bệnh nhân. Và cái phần miễn dịch của bệnh nhân, chẳng hạn ví dụ như mình rất hay gặp ở trên khoa thận của mình là lupus hoặc là hội chứng thận hư, thì lúc đó có thể phế cầu, có thể tụ cầu. Nhưng nếu mà nằm trong cái chỗ bệnh viện thì có thể là tụ cầu, có thể là pseudomonas hoặc là E. coli. Đó là những tác nhân mà thường gặp. Có rất nhiều cái chi tiết thì tôi xin phép không có nói qua. Về tỷ lệ nhiễm khuẩn gram âm của bệnh viện từ 2016 đến 2021 sẽ có rất nhiều cái mà trong phát cuốn kháng sinh sẽ được đưa ra. Tuy nhiên chị sẽ thấy rằng là cái màu vàng là Acinetobacter. Acinetobacter thường là sẽ chủ lực từ năm 2016 đến 2019. 2020-2021 thì do dịch nó ít đi, và chắc chắn là năm nay nó sẽ tăng trở lại với các can thiệp là của mình. Kế đến là E. coli màu xám và Pseudomonas màu xanh dương. Màu xanh nhạt của bệnh nhân là HI và Klebsiella là cái màu vàng ở những năm 2019-2000, màu vàng tươi 2019-2020 và 2021 là tỷ lệ của Klebsiella là cao hơn. Và đây là một trong những cái tác nhân mà là đa kháng. Tôi lấy 2018 làm tiêu biểu cho bệnh tính kháng sinh đồ của bệnh viện này. Tuy nhiên rằng là hiện nay mà nói rằng con số kháng thì tôi đều có hết, nhưng mà nó sẽ không thấp hơn cái con số này. Và anh chị sẽ thấy là tính nhạy của Acinetobacter cho meropenem và imipenem ở khoảng từ dưới 20% cho đến là hiện nay. Do đó là nếu mà mình không có một chiến lược sử dụng kháng sinh hợp lý thì chắc chắn là tính kháng của bệnh nhân là nó sẽ càng ngày càng cao ra. Và tỷ lệ tạo ESBL của bệnh nhân của các cái E. coli và Klebsiella của mình cũng khoảng là 57%. Tôi đi phần thứ ba là các cái nguyên tắc lựa chọn là kháng sinh. Thì thứ nhất, phải sau khi cấy. Nếu mà mình cấy, mình cho kháng sinh trước thì khả năng mà mình đạt được một cái kết quả cấy dương tính sẽ kém đi. Điều đó là chắc chắn. Và một điều tuy nhiên là người ta cũng sẽ đề cập đến là mình không có chờ kết quả cấy thiệt là lâu mà để đạt được mẫu là bệnh phẩm, trong khi mình làm chậm đi cái thời gian cho kháng sinh. Do đó kháng sinh phải được cho trong giờ đầu tiên và tốt nhất là sau khi cấy. Và cái chuyện mà lấy một khi mà thiết lập được một cái đường tĩnh mạch thì mình sẽ lấy máu mình cấy, sau đó kháng sinh sẽ được cho. Và đây người ta cũng có thành lập một cái hội thảo là tối ưu hóa cấy máu, có rất nhiều chi tiết. Giả sử như hồi nãy thầy hỏi là liên quan đến là cấy máu, mà tôi nhớ cũng là có lần trình bày với các anh chị điều dưỡng trong việc mà tỷ lệ là cấy máu làm thế nào để mà các cái tỷ lệ cấy máu của mình là nó sẽ dương tính là cao hơn.
Cái thứ hai là sớm. Sớm được định nghĩa là trong vòng 1 giờ đầu tiên, anh chị thấy màu đen cuối cùng đó, khi cho kháng sinh trên 3 giờ thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là sẽ cao hơn nhiều nhất trong những cái bệnh nhân mà sepsis. Do đó là bắt buộc phải cấy máu, phải cho kháng sinh là phải sớm. Đó là nguyên tắc là thứ hai. Cái chuyện sớm này á, thì nó sẽ được không những các những cái bệnh nhân mà sepsis á, năm 2016, sau đó là 20 là chuyên biệt là cho nhi, thì người ta sẽ đưa ra là sớm trong vòng 1 giờ đầu tiên sẽ dành cho những bệnh nhân sốc, dành cho những bệnh nhân mà suy giảm là miễn dịch, bao gồm có từ giảm neutrophil, suy giảm miễn dịch, cắt lách và các cái tác nhân đặc biệt là viêm màng não chẳng hạn, là sớm. Sớm trong vòng 1 giờ đầu tiên đó của những cái bệnh nhân sốc gọi là strong recommendation. Còn đối với sepsis á, thì người ta có thể wait trên 3 giờ. Và trong vòng 3 giờ đầu tiên á, đó thì người ta cũng là chứng cứ là yếu. Tuy nhiên rằng là so với những trước năm 2020, người ta đều khuyến cáo là sepsis và severe sepsis là đều trong vòng là 1 giờ đầu tiên hết. Tại sao ở trẻ em có thể có đến 3 giờ hoặc là có thể như vậy? Bởi vì sẽ có rất nhiều cái chẩn đoán mà nó sẽ nhầm với sepsis, nó lẫn lộn với sepsis, chẳng hạn như những cái rối loạn chuyển hóa là chẳng hạn. Do đó anh chị phải giờ đó có thể cho phép mình là phải khi mà mình cân nhắc rất 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 là nhiều những chẩn đoán khác thì mình có thể quay. Tuy nhiên là cái số mà người ta yêu cầu của mình cũng phải là trước 3 giờ, vì sau đó mà sepsis thì tỷ lệ tử vong là nó sẽ là cao lên. Chắc chắn là anh chị đều đã biết được rằng là Coomer năm 2006 và tất cả các tác giả khi báo cáo là đều nói rằng là 1 giờ chậm cho kháng sinh đối với những bệnh nhân sốc tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên khoảng 7.6%. Ở đây còn có rất nhiều cái nữa mà tôi đưa ra các cái minh chứng rằng là người ta sẽ nói rằng là khi mà chậm cho kháng sinh thì tỷ lệ tử vong của sepsis sẽ tăng lên và tỷ lệ tử vong của sepsis sốc cũng sẽ tăng lên, và đặc biệt là càng sốc thì càng sẽ tăng lên. Có những cái người mà những cái nghiên cứu người ta nói là 33% so với một cái tỷ lệ tử vong khi mà cho kháng sinh chậm sau là 1 giờ. Đây là của chính phủ Úc, của South Australia, thì người ta sẽ đưa ra, chị sẽ thấy rằng là thiết lập đường truyền tĩnh mạch và thiết lập cái airway và breathing dưới 5 phút và đường truyền tĩnh mạch là dưới 15 phút và kháng sinh và dịch truyền là trong vòng 30 phút là đầu tiên. Như vậy tiếp cận cái chuyện mà cho kháng sinh đòi hỏi cũng phải rất sớm, chứ chuyện một cái tiếp cận kháng sinh mà trễ thì chắc chắn là sẽ để lại tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là sẽ tăng lên. 2022, trên cái việc mà sử dụng kinh nghiệm kháng sinh phổ rộng cho những bệnh nhân sepsis vừa mới gần đây ở tháng 3, thì người ta cũng sẽ đưa ra, đây là cái bản gốc, người ta sẽ cũng đưa ra sepsis sốc hoặc là một cái bệnh nhân nặng hoặc là một cái nhiễm trùng mà nhiều khả năng như vậy thì mình kháng sinh tốt nhất là phổ rộng trong vòng giờ là đầu tiên. Nếu mà chỉ có possible thôi hoặc là bệnh nhân không có nặng thì kháng sinh đó có thể là đến là 3 giờ. Và việc lựa chọn kháng sinh thì có thể là vị trí, có thể là bệnh sử, có thể là kháng sinh đồ của các đơn vị điều trị đó, bệnh đồng mắc, các cái dị ứng cũng như là cái bệnh đi kèm của bệnh nhân. Và chuyện tối ưu hóa, làm sao để tối ưu hóa được tác dụng của kháng sinh là cũng luôn là một cái vấn đề. Có thể là loss in đâu, có thể là liên quan đến các cái chức năng thành, chức năng cơ quan, hoặc là một cái truyền kháng sinh là kéo dài. Sau đó thì người ta cũng phải là minimize cái chuyện mà mình truyền kháng sinh. Ví dụ như mình cho meropenem hay TNM là ban đầu cũng sẽ được đặt vô một cái chiến lược khi mà mình sử dụng kháng sinh ban đầu tiên là không có kéo dài quá. Mục tiêu là đạt được nồng độ kháng sinh trong giờ đầu tiên là càng sớm. Và sau đó thì mình sẽ phổ hẹp là kháng sinh, mình phối hợp dựa vào kết quả vi sinh hoặc là dựa vào đáp ứng lâm sàng. Và chuyện phối hợp như thế nào thì lát nữa tôi sẽ nói sau. Về mặt lựa chọn kháng sinh thì đảm bảo nguyên tắc, thứ nhất là đúng thuốc, thứ hai nữa là đủ thời gian và xuống thang và đủ liều. Trong cái bốn nguyên tắc này rất nhiều sách vừa đưa ra, thì tôi chỉ xin chú ý rằng là khi bệnh nhân không suy cơ quan thì tôi phải là cái liều mà cao để mà mình có thể chấp nhận được theo một cái gợi ý, đặc biệt là những cái nhiễm khuẩn mà của các cái cơ quan mà việc đạt được cái nồng độ điều trị của kháng sinh có thể là khó khăn. Chẳng hạn hiện nay là vancomycin ít khi mà người ta khuyến cáo ở liều 40 hoặc là liều 45mg một ký nữa, mà liều sẽ là 60 đến là 80mg một ký để đạt được cái nồng độ điều trị. Thứ hai là nếu rối loạn chức năng các cơ quan có cũng không cần, khi mà chức năng thành của bệnh nhân thay đổi và dao động sao là điều trị. Chúng ta thấy chúng ta làm chức năng các cơ quan rất nhiều, chúng ta lặp lại mỗi 6 giờ và chúng ta đổi kháng sinh sần sật, liều kháng sinh điều chỉnh rất là thay đổi, thì đó là cũng là không được.
là khuyến cáo, và khi này cũng có thể đưa vào trong cái phác đồ. Chúng ta có thể ổn định kháng sinh đó trong vòng 24 tiếng, sau đó chúng ta khi mà chức năng thành ổn định rồi thì chúng ta có thể là sử dụng là kháng sinh với cái mức đó. Nguyên tắc thứ tư là phối hợp là kháng sinh. Hai kháng sinh, hai cơ chế tác dụng là khác nhau trên cùng một vi khuẩn. Meropenem và vancomycin là kháng sinh phổ rộng, không phải là sự phối hợp của hai kháng sinh trên một vi khuẩn mà được nghi ngờ. Chúng ta sử dụng gram dương và chúng sử dụng gram âm vì chúng ta không biết con gì hết. Chúng ta 50% đúng, 50% sai. Chỉ mục tiêu sau này chúng ta quá trình điều trị đó chúng ta phải có tác nhân thì chúng ta phải phổ hẹp kháng sinh lại. Đó cũng là một cái bắt buộc của cái chuyện mà chúng ta là phải điều trị. Khi nào phối hợp? Câu hỏi là khi nào phối hợp? Phối hợp đó có lợi không? Và người ta sẽ đưa ra 5 cái vấn đề để coi. Phối hợp sốc, viêm phổi phải thở máy, giảm neutrophil, vi khuẩn là đa kháng, viêm màng não. Từ năm 2016 trở về nay thì người ta bắt đầu đưa ra các cái phối hợp đó, người ta coi lại các cái phối hợp đó, và gần như là hiện nay thì người ta strong cái phối hợp cũng sẽ tùy theo là các cái loại thuốc, bởi vì bây giờ mình xuống thang, do đó người ta sẽ phối hợp được khuyến cáo nhiều nhất nằm ở cái chỗ mục số 4 khi mà vi khuẩn đa kháng. Tại sao phải phối hợp? Chắc là chỉ cần nói qua thôi, có thể là bao phủ hết, khả năng đúng tác nhân cao hơn, nguy cơ kháng thấp, có thể có tác dụng hiệp đồng và cũng có thể có tác dụng trong việc mà giảm độc tố. Thì đó là cái mà chúng ta là có thể thấy. Tôi xin lỗi là cái phần mà cái lưu đồ đó nó bị mất, nhưng mà trên cái lưu đồ này sự kết hợp là kháng sinh có khả năng là tăng lên cái tác dụng của vi khuẩn không? Trên này người ta đưa ra cefepime, meropenem vào đơn trì hoặc là phối hợp với tobramycin, thì người ta nhận thấy rằng là khi mà cefepime nếu mà đơn trì thì khả năng hiệu quả nhảy của vi khuẩn là 83%, nhưng mà phối hợp với tobramycin chẳng hạn thì nó sẽ lên được 92%. Meropenem phối hợp với aminoglycosid hoặc là quinolone cũng không thấy rằng là tăng hiệu quả lên. Và tỷ lệ tử vong của beta-lactam đơn trì hay phối hợp của cefa thế hệ thứ 3 và cefa thế hệ thứ 4 hoặc là của carbapenem khi đơn trì hoặc phối hợp đều không cho thấy rằng là có thể tăng tỷ lệ tử vong lên. Đây là một cái nghiên cứu mà người ta phối hợp kháng sinh giữa meropenem và aminoglycosid trên nhóm E. coli mà đa kháng với carbapenem, thì người ta ghi nhận là sự phối hợp đó sẽ giúp cho cái chuyện mà hiệu quả hơn trong việc mà giảm được cái tải lượng các cái sạch trùng. Do đó rằng là đối với những cái bệnh nhân mà E. coli mà kháng carbapenem thì người ta recommend cái chuyện là phối hợp. Đây là chuyện mà phối hợp meropenem và colistin. Thì cái sự phối hợp của meropenem và colistin thì cũng năm 2020 thì cũng đã có một cái bài báo, 18 đã có một bài báo, và người ta sau đó là colistin trước đây thì mình không bao giờ là đơn trì. Tuy nhiên rằng là sau đó thì người ta nhận thấy rằng là colistin hoàn toàn có thể đơn trì được, và phối hợp meropenem và colistin cũng không có thể đem lại hiệu quả là cao hơn. Đây là một cái lưu đồ mà sự phối hợp colistin với lại là levofloxacin hoặc là meropenem với lại levofloxacin cũng cho thấy rằng là không có một cái hiệu quả là cao hơn trong việc cải thiện là tỷ lệ tử vong. Chúng ta quan tâm giữa meropenem và aminoglycosid hoặc là meropenem với levofloxacin cái nào hiệu quả hơn, thì đây cũng là một nghiên cứu mà người ta cho thấy rằng là meropenem phối hợp với aminoglycosid hoặc là meropenem phối hợp với levofloxacin trên khoảng 45.000 bệnh nhân thì người ta cũng không có thấy một sự khác biệt nào. Do đó là cái phối hợp khi chúng ta xài trên đỉnh mà chúng ta xuống thì chúng ta là có thể rằng là sẽ không có một là cái là có lợi. Tuy nhiên là nếu chúng ta chọn giữa cefa thế hệ thứ 3, chọn ở quinolone là khởi trì thì cái chuyện phối hợp đó là phải cần thiết. Thứ hai nữa là thứ năm là phải đúng thời gian. Chúng ta nhận thấy rằng là một kháng sinh có thể là rất là lâu chỉ vì đặt nội là khí quản thì cũng có thể là chúng ta cũng phải coi lại. Tại vì chúng ta việc sử dụng kháng sinh dài quá, trong khi đối với những kháng sinh dài ở những cái bệnh nhân viêm phổi mà có 28 ngày cho những viêm phổi mà có lòng hoại tử, áp xe não hoặc là những cái tụ cầu mà có biến chứng. Còn lại việc sử dụng kháng sinh cho một cái sepsis 7 đến 10 ngày là có thể là đã đủ. Và một kết quả cấy dương tính khi mà kháng với meropenem mà chỉ nhảy colistin thì chúng ta cũng phải nên coi lại cái chuyện mà chúng ta sử dụng kháng sinh là cái gì. Các yếu tố, người ta cũng làm một cái survey của cái một tác giả ở PQ ở Saudi, người ta cũng như các cái yếu tố mà có thể là
làm cho bác sĩ phải kéo dài thời gian kháng sinh ra. Thứ nhất là tuổi, thứ hai nữa là độ nặng của các là cơ quan, các cái mặt cơ mà viêm. Chúng ta thấy procystonin tăng thì chúng ta cũng không thể nào là muốn giảm kháng sinh để được. Nhưng mà khi mà procystonin đã giảm rồi thì bắt buộc chúng ta cũng phải giảm. Chúng ta không duy trì khi procystonin của bệnh nhân đã giảm. Nếu chúng ta cũng duy trì procystonin kháng sinh khi procystonin đã giảm thì chuyện mà chúng ta kết quả cấy và chuyện chúng ta có procystonin có thể rằng là sẽ không được cân nhắc trong cái chuyện mà chúng ta quyết định là ngừng kháng sinh. Thì vậy thì đó cũng là một cái không nên. Thứ hai nữa là chiến lược kháng sinh là xuống thang. Xuống thang thì tôi nghĩ là trước đây thì thầy Cam cũng đã nói là rất là nhiều. Chúng ta phổ rộng ban đầu tiên, nhưng mà sau đó thì chúng ta phải xuống thang. Và chúng ta xuống thang á, thì chúng ta ngưng kháng sinh là yếu tố thứ nhất. Khi không phải nhiễm khuẩn thì chúng ta phải ngưng lại kháng sinh. Cái thứ hai, chúng ta phải giảm số lượng kháng sinh và phổ hẹp. Kháng sinh có thể dựa vào trên một cái kết quả là không phải kết quả cấy mà cũng có thể không. Bởi vì tỷ lệ cấy có thể là dưới 20%. Do đó khi một đáp ứng lâm sàng và kinh nghiệm của chúng ta cộng với đó thì người ta có thể cho phép mình xuống thang kháng sinh là kháng sinh. Và trong khi rounding mỗi ngày như vậy thì người ta đòi hỏi mình rằng là mỗi ngày chúng ta đánh giá thử bệnh nhân có cần kháng sinh không, cần kháng sinh loại gì và có thể bỏ đi kháng sinh nào không. Rồi chuyện đó nên được rounding mỗi ngày để chúng ta thấy rằng chúng ta việc phối hợp kháng sinh là tốt. Chúng ta sử dụng kháng sinh phổ rộng bởi vì bệnh nặng, bởi vì sốc, chúng ta đặt áp lực tăng nguy cơ kháng. Tuy nhiên là khi chúng ta xuống thang là trở lại thì đó là một cái để làm giảm áp lực của nguy cơ kháng thuốc và đã được khuyến cáo trong cái chuyện mà xuống thang là kháng sinh. Ví dụ như đây procalcitonin đối với các bệnh lý nội khoa và bệnh lý ngoại khoa thì cái ngưỡng giới hạn của procalcitonin có thể khác nhau trong việc chúng ta ngưng kháng sinh hoặc là chúng ta giảm liều, giảm phổ hẹp cái kháng sinh lại. Đây là ba cái mà các tác giả đưa ra: ngưng khi không có bằng chứng nhiễm khuẩn, phổ hẹp dựa trên kết quả là cái máu. Nếu mà không có kết quả vi sinh thì chúng ta vẫn có thể phổ hẹp là theo kinh nghiệm. Và một cái kết quả mà ram dương không mọc, nó rất dễ mọc. Và khi mà nó không mọc thì nó cũng yêu cầu mình ngưng kháng sinh mà cho MISA. Khi mà mình nghĩ mình sử dụng kháng sinh MISA rất là dài. Bộ Y tế năm 2017 đã đưa ra các cái khuyến cáo liên quan đến việc lựa chọn là kháng sinh. Thì thứ nhất là nguy cơ kháng. Bộ Y tế phân ra là nguy cơ nhẹ, là có nguy cơ và nguy cơ cao. Tôi phân ra là không có nguy cơ, có nguy cơ và nguy cơ cao. Trong đó nhóm nguy cơ cao là nằm viện từ 5 ngày trở lên và có các cái thủ thuật. Ví dụ như CRT của mình là một trong những cái mà có gọi là thuộc nhóm nguy cơ cao và mình sử dụng kháng sinh kéo dài phổ rộng thì mình lại đẩy bệnh nhân vô một cái nguy cơ khác, chẳng hạn như nguy cơ là nhiễm nấm. Do đó mình cũng phải sử dụng kháng sinh một cách thích hợp ở những cái thời điểm thích hợp. Và khi mà nguy cơ kháng thì khi mình nguy cơ kháng càng cao thì có nghĩa là tác nhân kháng đó sẽ thay đổi, sẽ khác nhau. Ví dụ như nguy cơ kháng cao nằm ở nhóm Acinetobacter, nhóm Pseudomonas, MRSA hoặc là Candida. Đó là những cái bệnh nhân mà chúng ta can thiệp vào với nguy cơ là kháng cao. Cơ địa của bệnh nhân suy giảm miễn dịch, ghép tạng và suy giảm cơ quan cũng là một cái những bệnh nhân nằm ở cái nhóm mà nguy cơ là kháng của bệnh nhân là kháng cao. Tôi nói sơ qua một chút về loại là kháng sinh. Người ta chia ra cũng rất là dễ nhớ. MRSA là vancomycin, là linezolid. Pseudomonas thì ta chia ra beta lactam là không beta lactam, từ cepha thế hệ thứ 3 cho đến cả 3 penem, và từ quinolone, từ thêm aminocolitin và là colitin hoặc là polymycin B. Thì mỗi các cái nhóm kháng sinh mà để điều trị cho các tác nhân nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm khuẩn bệnh viện nó nằm ở những chỗ này. Những kháng sinh mới thì tôi cũng sẽ có một cái slide tôi nói phía sau, nhưng mà thực ra thì nó chỉ nằm trên cái này. Vấn đề là phối hợp như thế nào đó để có tạo nên một cái hiệu quả của cái điều trị lại là một vấn đề. Đây là năm 2017 của Hiệp hội Hô hấp. Kháng sinh phát đồ của bệnh nhân sẽ có đưa cái hình này, và cái hình này là chị sẽ thấy ví dụ giống như là nhóm mà của Acinetobacter là nằm cái hàng kế cuối cùng, thì chị sẽ thấy là gentamicin, protoframicin sẽ có tác dụng. Kế đến là Cipro và Atrionem hoặc là Moxifloxacin ở đây. Ví dụ như nằm ở cái cột này, Actapenem, ở đây là Carbapenem, Tigecilin là những cái thuốc mà có thể có tác dụng cho những cái bệnh nhân mà nhiễm Acinetobacter. Tôi xin đưa ra một cái phần của hướng dẫn là điều trị dựa trên độ nặng của bệnh nhân, dựa trên nguy cơ kháng của bệnh nhân và dựa trên khả năng mà tình trạng miễn dịch là của bệnh nhân. Thứ nhất là nếu mà bệnh nhân đó vô sepsis mà có sốc
thì sepsis có sốc là nặng. Và người ta cho phép mình là kháng sinh phổ rộng và sau đó hẹp. Nếu xét nguy cơ đa kháng của bệnh viện mình nằm trong top nguy cơ đa kháng, vậy thì bệnh nhân đó, những cái bệnh nhân mà sốc kháng sinh sẽ được chọn ở cái nhóm cao nhất các ba bên em. Tuy nhiên rằng là không phải bệnh viện nào cũng cái gì cũng cặp ba bên em. Thì nếu mà một cái bệnh viện nào đó mà cái C3 thế hệ thứ tư chẳng hạn, hoặc là piperacillin tazobactam đó tỷ lệ kháng thấp hơn, thì có thể rằng là đó là first choice của cái bệnh viện đó, của đơn vị điều trị đó. Ở bệnh viện này tôi nghĩ rằng là meropenem và imipenem phải là first choice, bởi vì tính kháng của bệnh nhân là quá cao. Và thứ hai nữa là ở những bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, khi mà chúng ta không phổ hẹp được là ban đầu, tác nhân không rõ ràng là ban đầu, thì chúng ta hoàn toàn phải phối hợp với kháng sinh ram dương, là một cái mà tất cả các cây lai đều khuyến cáo. Vancomycin hoặc là linezolid sẽ được phối hợp là ban đầu. Và nếu mà bệnh nhân kháng, tính kháng của bệnh nhân là cao, thì hiện nay mà nói rằng là trong kháng sinh đồ của bệnh viện này, cái kháng sinh mà ít kháng nhất là amikacin. Amikacin hoặc topiramicin. Và việc phối hợp amikacin với carbapenem hay amikacin hoặc là carbapenem với quinolone thì hiệu quả trên cái chuyện mà tỷ lệ tử vong là giống nhau. Ở cái nhóm mà suy giảm miễn dịch thì nó cũng sẽ tương tự là như vậy. Nhưng mà tính kháng á, thì người ta có thể xem xét là cân nhắc là linezolid hoặc là vancomycin. Hiện nay mà nói rằng là nếu mà MRSA thì cũng có những cái chỗ đòi hỏi nồng độ mic là cao hơn và có thể phải là linezolid. Tùy theo mỗi cái đơn vị điều trị mà cái tính kháng đó nằm ở chỗ nào, anh chị có thể khai bát C3 thế hệ thứ tư hoặc là tapinem đầu tiên, và chúng tôi xếp cái này thành thứ tư là thứ năm. Còn nếu bệnh nhân đó mà không sốc nhưng mà bệnh nhân vẫn có nguy cơ là suy giảm miễn dịch hoặc là nguy cơ là đa kháng, thì kháng sinh đòi hỏi đối với những cái bệnh nhân mà có nguy cơ đa kháng hoặc là suy giảm miễn dịch thì cũng nó nằm ở cái nhóm là C3 thế hệ thứ tư là trở lên, hoặc là vì nó nằm ở cái nhóm Pseudomonas, Ceftazidime, Imipenem hoặc Meropenem. Nếu mà nghi ngờ tụ cầu thì chắc chắn là thể thêm vancomycin. Còn nếu bệnh nhân không có gì hết thì kháng sinh khởi đầu, khởi trì của bệnh nhân cũng là C3 thế hệ thứ ba, nằm ở nhóm C3 Losporin hoặc là Ceftriaxone và Quinolone. Đây là các cái recommend năm 2022 của Úc đăng trên Frontier Pediatrics. Thì anh chị sẽ thấy rằng là người ta ít khi người ta sử dụng những kháng sinh mà các ba bên em cho cái phát tròi của cái chuyện mà sepsis. Đây là của NICE năm 2021. Anh chị sẽ thấy rằng là meropenem hoặc là piperacillin chỉ có khởi phát ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, còn tất cả các khác đều là rất ít. Chúng ta cho MRSA khá nhiều và chúng ta duy trì rất là cao. Thực ra thì chỉ có 3 bệnh cảnh mà có thể là MRSA. Một là chúng ta cấy dương tính, hoặc là có bệnh cảnh gợi ý, hoặc là bệnh nhân là sau cúm. Tỷ lệ MRSA của Việt Nam mình là từ khoảng 5-10%. Tụ cầu thì nó nằm ở 3 bệnh cảnh đó. Và MRSA thì nó sẽ nằm trong 4 cái này. Thời gian nhập viện, tỷ lệ nhiễm MRSA của mình, của cộng đồng của mình, mình dựa trên kết quả cấy của bệnh viện là cao. Tiền căn bệnh nhân có nhiễm và nhiễm tụ cầu của bệnh nhân tại bệnh viện giống như bệnh nhân của mình thì nó là MRSA. Người ta làm một cái phết trên mũi và người ta cấy, sau đó người ta sẽ sử dụng kháng sinh, thì người ta sẽ thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà cấy dương tính thì tỷ lệ nhiễm khuẩn là khoảng 15%, nhưng mà tỷ lệ của bệnh nhân mà không nhiễm khuẩn thì tỷ lệ nhiễm khuẩn của tụ cầu đó chỉ có 0.22%. Tiếc rằng là mình vẫn chưa có cái phết thường quy đó và mình vẫn chưa đưa vào phác đồ trong việc mà làm giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh MRSA của mình. Clindamycin là cũng vậy, mình đưa vào và mình phối hợp rất nhiều, mặc dù rằng là gần như 100% bệnh nhân MRSA của mình kháng với clindamycin. Vậy thì clindamycin sẽ được sử dụng trong viêm phổi hoại tử hoặc là viêm mô là tế bào, và người ta nói sử dụng đến khi lâm sàng và huyết đồng ổn, và ít nhất là 72 giờ sau đó mình cũng có thể ngưng clindamycin đi. Pseudomonas cũng vậy, MRSA và Pseudomonas thì thông thường là cấy rất dễ mọc, và khi cấy không có thì người ta cũng có thể cho mình thoái. Mặc dù đây là những tác nhân gây nhiễm khuẩn, nhưng mà có 5 cái nguy cơ của nhiễm của Pseudomonas: dùng kháng sinh, có khuẩn đa kháng, nhập kháng sinh, nhập viện trên 5 ngày, hoặc là bệnh nhân có sốc, là có lọc máu, đó là những cái nguy cơ là đa kháng. Câu hỏi của mình luôn luôn đặt ra là khi nào mình sẽ double kháng sinh như vậy, thì trên một cái guideline mà dựa trên một cái của sepsis và sepsis sốc năm 2020 thì người ta nói rằng là double của 2 kháng sinh cho vi khuẩn ram âm, đặc biệt ở trong những cái môi trường và những cái chỗ mà khi mà tác nhân mình nhiễm khuẩn
mình nghi ngờ là đa kháng. Khi mà xây dựng phác đồ thì tôi cũng rất là thích khi mà thầy đưa ra là phác đồ đó là bắt đầu mình sau khi mình đánh giá xong thì điều trị thì luôn luôn mình đánh giá kháng sinh. Người ta yêu cầu có thể đánh giá là mỗi 24 giờ để các bạn có thể xuống thang không, và việc đánh giá đáp ứng của một kháng sinh đó bắt buộc ở thời điểm 48, 72 giờ sau đó anh chị có thể xuống thang hoặc là lên thang, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào kết quả vi sinh. Và khi mình hỏi kết quả vi sinh rồi thì mình phải vận dụng của người ta, không thôi thì cả khoa vi sinh đó cấy kết quả về cũng không được công nhận và cũng không được làm được cái gì hết. Đây là nhiễm khuẩn huyết. Thứ hai là từ da cơ thì anh chị sẽ thấy rằng là vancomycin. Đối với những cái viêm mô tế bào mà sepsis chẳng hạn thì anh chị sẽ thấy là nếu mà sốc thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả đều được xét rằng là có sốc hay là không sốc. Và thứ hai sau đó là mình chúng ta sẽ thấy rằng là suy giảm miễn dịch và có nguy cơ đa kháng hay là không. Và nếu bệnh nhân đó suy giảm miễn dịch và có nguy cơ đa kháng thì lúc đó vancomycin và bệnh nhân đó phải phối hợp thêm một cái vi khuẩn của cái dòng rám âm giống như hồi nãy mà tôi trình bày. Còn nếu mà bệnh nhân đó không suy giảm miễn dịch, không có nguy cơ đa kháng gì hết thì có thể là ceftazolin và oxacillin cũng có thể là được lựa chọn đầu tiên. Nhưng mà nếu như bệnh nhân có suy giảm miễn dịch và nguy cơ đa kháng thì phải nói rằng hiện nay thì nên là MIS đây, bởi vì tỷ lệ MIS đây của mình hiện nay là quá cao. Người ta nói rằng là đơn trì khi mà kháng sinh đồ đó là nhạy đối với quinolone, đối với lại hay là bactrim, cepha thế hệ thứ tư, meropenem, carbapenem hoặc là ampicillin, sulbactam, và kháng hết chỉ nhạy với polymycin thì người ta cũng yêu cầu mình rằng là có thể chỉ còn đơn trì với poly với colistin. Và khi mà toàn kháng hết, đặc biệt là mình ancinetobe mà toàn kháng kháng cả colistin luôn thì hiện nay phải nói rằng là rất là vấn đề là đau đầu, bởi vì trẻ em không có một phác đồ nào hết. Và hiện nay thì người ta vẫn đang dùng ampicillin, sulbactam và meropenem cũng như kể cả polymycin B. Ở đây là người ta nói rằng là nhảy với meropenem hay là kháng meropenem thì không suy luận ra được rằng là nó sẽ nhảy hay là kháng với imipenem. Và dùng meropenem kết hợp với polymycin thì không hiệu quả hơn so với polymycin đơn trì khi bệnh nhân nhảy. Và thông thường thì không có khởi phát với lại piperacillin và tazobactam ban đầu tiên, bởi vì có thể nhảy trên kháng sinh đồ nhưng mà trên in vivo của bệnh nhân có thể là không kháng. Các cái thuốc mới hiện nay mà nói rằng là như là acinetobacter, khi anh chị hỏi là kháng hết như vậy thì kháng sinh đồ là kháng sinh bây giờ được dùng là cái gì thì người ta dùng là cefiderocol. Hiện nay là chưa có bằng chứng sử dụng ở 18 dưới 18 tuổi cũng như chưa có bằng chứng ở Việt Nam. Nhớ như ví dụ như ở đây acinetobacter kháng hết thì chỉ còn cái đây là CZ tương đương với là cefiderocol hoặc là erapacin. Và với hai cái này thì hiện nay là chưa có bằng chứng ở dưới 18 tuổi và cũng như là chưa có thuốc ở Việt Nam. Do đó việc sử dụng kháng sinh nào đó để hợp lý không tạo nên một cái tính kháng lâu dài của một đơn vị điều trị là hết sức quan trọng. Thầy giao 25 phút, tôi nói 30 phút, kết luận là chẩn đoán đòi hỏi phải chính xác. Thứ hai là khởi đầu kháng sinh cần phải hợp lý và việc đánh giá hiệu quả cũng như xuống thang là rất là quan trọng. Và thời gian kháng sinh cũng như là rất là thích hợp để tạo nên một cái sử dụng kháng sinh hợp lý trong sepsis. Xin cảm ơn các anh chị.